Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt. Tóm tắt lại những cái vấn đề gọi là của Hoa Kỳ, từ vấn đề mà Bắc Hàn với Hoa Kỳ, Iran với Hoa Kỳ, Venezuela và những cái vấn đề mậu dịch và thương mại đối với lại Trung Quốc với lại Trung Cộng, gọi là Trung Cộng cũng không đúng giải quyết. Mà ta cũng phải nói thêm là về cái vấn đề mậu dịch với thương mại, không phải là chỉ có riêng gì với Trung Cộng mà tôi đâu, còn những cái vấn đề với những nước khác, Liên Âu chẳng hạn, Nhật Bản và Nam Hàn. Ngay khi lúc lên cầm quyền, ông Trump đã tuyên bố ông không dựa gì vào cái gọi là cái thỏa ước TPP, gọi là Trans-Pacific Partnership, nghĩa là liên kết những các nước của miền Á Châu nữa. Thành thử ra vấn đề gọi là mậu dịch và thương mại giữa Nam Hàn thôi, chứ không nói Bắc Hàn, vẫn còn đó. Giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng vẫn còn đó. Cho đến bây giờ vẫn chưa có cái cuộc điều đình nào dở lại để vấn đề đó. Mà ngay cả những vấn đề với liên bang ở Âu Châu, người ta cũng nói sắp sửa có cuộc nói chuyện này khác. Nhưng mà tất cả ở những cái vấn đề về thương mại, về mậu dịch, do cái thái độ của ông Trump, ông ấy không chấp nhận gọi là mậu dịch tự do nữa, mà ông ấy bắt buộc, ông ấy phải bảo chính phủ Hoa Kỳ phải duyệt xét lại tất cả những cái tình trạng đó. Chúng ta thấy rằng thì là Hoa Kỳ với lại Mexico và Canada có cái thỏa hiệp mà người gọi là NAFTA. Thì NAFTA tức là North American Treaty Organization. Thì mới đầu ông ấy lên cầm quyền, ông đã bảo xét lại. Thì xét lại sau 2 năm rồi xét lại thì bây giờ ông lại có một cái thỏa hợp, cái thỏa hợp mới chẳng khác gì cái thỏa hợp cũ cả. Thì thành ra người ta hỏi thì bây giờ còn những đối với những các nước như là Nhật Bản đối với Nam Hàn và Liên bang Âu Châu nữa thì ra làm sao? Thì hiện bây giờ cũng chưa ai biết là như thế nào cả. Thành ra mọi vấn đề đều ở trong tình trạng ngang ngửa, rối ren, từ Iran cho đến Bắc Hàn, cho đến Venezuela, cho đến mậu dịch thương mại với Trung Cộng và mậu dịch thương mại với rất nhiều nước khác vẫn ở trong một cái tình trạng có thể nói rằng thì dang dở, không ai biết đi đến đâu. 2 năm sắp tới, 10 tháng sắp tới sẽ có cuộc bầu cử trở lại. Người dân Mỹ mong rằng sẽ có một cái tình trạng có thể nói rằng rõ rệt hơn cái tình trạng hiện nay. Hoặc rằng thì là ông Trump được có thể nói rằng thì là bầu cử với một nhiệm kỳ thứ hai, hay là một người khác lên thay thế ông Trump, thì có một cái có thể nói rằng thái độ rõ rệt hơn để mà giải quyết những cái vấn đề hiện bây giờ còn đang tình trạng rối ren, nội bộ rối ren, đối ngoại cũng rối ren, không ai hiểu rõ rằng thì là trong những tháng sắp tới sẽ làm sao. Và đấy sẽ là đầu đề của những cuộc tranh luận hết sức sôi nổi trong 10 tháng sắp tới giữa Hoa Kỳ, giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, và tình trạng sôi nổi của Hoa Kỳ trong những ngày tháng sắp tới. Yeah, xin được cảm ơn đại sứ Bùi Diễm rất là nhiều đã dành một cái thời gian để mà phân tích những cái vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ hiện nay. Nhưng mà cái câu hỏi cuối cùng đó là ông nhìn như thế nào về cái thế đu dây của Việt Nam hiện nay với Trung Cộng và Hoa Kỳ trong lúc cái vấn đề Biển Đông luôn luôn là một cái vấn đề nóng bỏng đối với người Việt tị nạn, đối với những người Việt ở hải ngoại? Thì vấn đề cho đến bây giờ thì như chúng ta cũng đã biết đó, nghĩa là Việt Nam cố gắng để có một thái độ mà gọi là đi dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, lúc nào cũng gọi là nói tới tình anh em giữa Trung Cộng và Việt Nam.
Nhưng mà đồng thời cũng nói tới những cái gọi là sự giao hảo giữa chính phủ Cộng sản Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Và người ta cũng nói đến những cái cuộc viếng thăm sắp tới của những gọi là nhân viên cấp cao của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Thành thử ra cái tình trạng đó là tùy thuộc rất nhiều vào cái thái độ của Hoa Kỳ và Trung Cộng trong cái vấn đề lớn giữa hai nước. Thì trong cái vấn đề lớn giữa hai nước đó có vấn đề gọi là Biển Đông. Mà chúng ta thấy rằng gần đây có những chiến hạm của Hoa Kỳ vẫn đi vào những cái vùng 12 hải lý mà Trung Cộng nói rằng là cái gọi là cái vùng đặc biệt của mình, mà cũng không thấy Trung Cộng phản ứng gì hết. Yeah. Mà rồi đây chắc là Hoa Kỳ cũng vẫn tiếp tục những cái gọi là những cái hành động như vậy. Thành thử ra nếu nói tới Việt Nam sẽ ra thế nào thì chúng ta cũng phải nghĩ tới cái gọi là cái tình hình cao lên giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Còn có những cái vấn đề nhỏ nhặt như là Trung Cộng nếu mà bị bắt buộc phải chấp nhận những cái gọi là cái thuế nhập cảng của Hoa Kỳ hay là không chấp nhận những cái thuế nhập cảng của Hoa Kỳ mà chuyển hàng bớt sang Việt Nam rồi dán cái nhãn hiệu là Made in Việt Nam, thì nghĩa là bán sang Hoa Kỳ, thì cái đó cũng chỉ là những cái gọi là những cái thái độ giải quyết cục bộ vấn đề chứ không giải quyết được vấn đề lớn. Thành thử ra nói để mà vui thì nói, chứ còn thực sự là còn tùy thuộc rất nhiều đến cái thái độ của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng và của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ trong những thập niên tới. Dạ, xin được cảm ơn đại sứ rất nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi phỏng vấn đặc biệt của đại sứ Bùi Diễm để chúng ta có một cái nhìn tổng quát 18 tháng sắp tới Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn cựu đại sứ Bùi Diễm rất nhiều. Tôi xin cảm ơn anh nhân chương trình bản tin Hoa Tình Đốn của đài SBTN và đồng thời cũng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.